Nơi đầu tiên thì con có lời chào cha sư, quý cha, quý thầy, quý dì, quý cô, quý chức, quý ông bà và anh chị em. Và đặc biệt là lời chào thiếu nhi. Rằng là sau cái Tết rồi đi chầu phấn khởi nha. Thiếu nhi Tết vừa rồi làm ăn khá không? Có à? Ừ, ai làm ăn ai được nhiều nhất thì mừng tuổi, giơ tay cha xem nào. Rồi, đồng lâm. Ừ, chúng con giúp lễ cho con được hả không? Con được mấy triệu? Mấy nhiêu? Có 1 triệu đấy á. Ờ, con được mấy triệu? 2 triệu. Ừ, hứa rồi, con được mấy triệu? 3 triệu. Con được mấy triệu? Còn ai nữa không? Con được mấy triệu con? 4 triệu. Còn ai 5 triệu không cho này nè? Ui đồng thế. Ai 6 triệu cho này? Giơ tay luôn. Ai 7 triệu cho này? Không, có luôn. 8 triệu. Có luôn. 10 triệu cho này nè. Ở chúng con cứ giờ đây. Thế 20 triệu, ai được 20 triệu cho này? Ồ, cảm ơn chúng con. À, thưa cha xứ, năm nay là cha xứ đầu lắm, thiếu nhi năm vừa rồi làm ăn được. À, vâng, vậy thì cha hỏi thiếu nhi nhá, làm sao mà chúng con lại được nhiều tiền mừng tuổi thế? Có phải chúng con đi chúc Tết chúc thật là hay không? Chúng con có chúc hay không? Có chứ, phải chúc hay thì bà con mới mừng tuổi nhiều. À, mà có chịu khó đi chúc Tết không? Đúng rồi, phải đi chịu khó chúc Tết mới được nhiều, gọi là tích tiểu thành đại, đi nhiều nơi nhiều chỗ mới được nhiều tiền mừng tuổi đấy. Có người 20 triệu khứ thì được có mấy ngày Tết ha? Cho đến tính ngày hôm nay mới mùng 7 thôi mà đã khứ như vậy thì tính 7 ngày 20 triệu, bình quân là mỗi ngày mấy triệu? Ủi giời, làm tính chia lâu thế. 20 chia cho 7 là bao nhiêu? Bình quân khoảng 3 triệu khớ đấy ha. Làm ăn thiếu nhi là làm ăn dễ dàng nhất. Mà chỉ thưa công các bà là cái thiếu nhi làm ăn dễ chỉ trong mấy ngày Tết thôi. Còn trong năm thì có bao nhiêu thì bố mẹ thu hết. Mà thiếu nhi tiền mừng tuổi để đâu rồi? Có ai đưa cho mẹ chưa? Đưa hết cho mẹ rồi á? Này, cha nói chúng con cứ gửi mẹ chúng con là chắc nhất ha. Chúng con bỏ lợn, coi chừng lợn bị ăn đánh cắp là mất luôn. Cứ gửi mẹ là chắc nhất ha. Thôi, thì. Trước sau tiếng vào túi mẹ thôi chúng con ạ. À, các bà khôn lắm, các bà dần dần chi phí con là khéo hết. Ha. Thôi, đấy là chúng ta nói về cái việc mà chúng ta làm ăn trong những ngày đầu năm. Đầu năm thì chúng ta chúc đi chúc Tết nhau. Chúc làm sao cho năm mới được bình an, mạnh khỏe, rồi tươi trẻ. Rồi nhiều cái lời chúc của thôi, của giới trẻ mình không nói đây nữa ha. Nhưng mà quan trọng nhất là chúc được nhiều ơn phúc lộc của Chúa, làm ăn được tấn tới. Sang năm mới làm ăn tấn tới. Lời chúc cho nhau, cầu chúc cho nhau được mọi sự bình an, đặc biệt là làm ăn phát đạt. Nhưng mà khổ nỗi ha, trong những ngày đầu năm, từ đầu cuối năm ngoái năm nay, nghe mấy lần bài tin mừng của Thánh Matthew rồi. 8 mối phúc thật. Này nghe buồn lắm. Nếu mà nghe mà Chúa chúc Tết chúng ta đầu năm mà phúc ai, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó thì về nhà buồn lắm nhỉ. Chúng con thiếu nhi chúng con có buồn không? Ờ, nói cho chúng con nói buồn thì chúng con nói thật. Còn ai bảo không buồn thì chắc là hơi dối lòng tí nhé. Các bà mà nghe mà phúc trai có tâm hồn nghèo khó này, rồi tâm hồn sầu khổ này, đấy nghe các bà nghe buồn lắm. Nhưng mà điều thưa quý ông bà và anh chị em thiếu nhi chúng con rất thân mến, điều Chúa chúc cho chúng ta không giống như người đời chúc cho nhau đâu. Người đời chúc cho nhau thì những có cái của cải hạnh phúc, những cái điều tốt đẹp ở trần gian này thôi, trước mắt thôi. Còn điều mà Thiên Chúa chúc cho chúng ta trong năm mới này, nghe ra thì người đời không thích, nhưng từ sâu thẳm Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta
một cái kho tàng, một cái lời chúc tốt đẹp hơn rất nhiều và có giá trị hơn rất nhiều. Không chỉ có giá trị ở đời này mà còn giá trị ở đời sau nữa cơ. Con người không chỉ sống trong cái kiếp sống nhân sinh ở đây, nhưng còn là cái sự sống mai sau, sự sống đời đời. Bởi vậy Chúa không chỉ chúc cho chúng ta nông cạn ở những thứ ở đời này, mà Chúa còn chúc cho chúng ta có một cái tâm hồn để chúng ta hướng về cái sự sống đời đời. Đó là những cái mối phúc mà hôm nay chúng ta vừa nghe. Nghe đừng có buồn ha. Chúa bảo phúc cho ai tâm hồn nghèo khó. Bởi vì khi mình cảm thấy nghèo khó, khi mình cảm nhận được cái sự yếu đuối, sự nghèo khó của mình, nghèo khó cả về vật chất lẫn cái tâm hồn chúng ta. Nghèo khó là gì? Là chúng ta đặt mình nhỏ bé, là chúng ta cảm thấy mình thiếu ơn Chúa, thiếu cái sự thánh thiện, thiếu đạo đức, rồi là tất cả những cái lo cho phần rỗi đời sau, cảm thấy chúng ta chưa đầy đủ, chưa được đủ thánh thiện như ông thánh quan thầy của chúng ta ngày hôm nay chẳng hạn. Đó là chúng ta cảm thấy mình nghèo khó. Nếu mà nghèo khó như vậy thì làm sao đây? Vì nước trời là của họ. Như vậy Thiên Chúa không chỉ muốn ban cho chúng ta của cải vật chất ở trần gian này. Trong sách Huấn Ca có nói một câu như thế này: Thiên Chúa làm cho một người nghèo trở nên giàu có chỉ trong phút chốc thôi. Bởi vì sao? Thiên Chúa làm ra toàn thể trời đất biển cả này có làm được. Ở trong lòng đất này còn biết bao nhiêu mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ khoáng nọ cái kia. Chúa làm ra cả đấy. Huống chi là bây giờ mà cho nhà ông này, nhà ông kia mấy chục triệu, mấy trăm tỷ. Điều đó quá dễ dàng đối với Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa không chỉ ban cho chúng ta của cải vật chất ở trần gian này, Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta cái của ở trên nước trời. Đó là gì? Thưa, đó chính là chính Chúa. Đó chính là lòng thương xót của Ngài, tình yêu của Ngài, cái hạnh phúc đời đời, chứ không chỉ là hạnh phúc chóng qua trần gian này. Thiên Chúa ban cho chúng ta những điều, cái hạnh phúc của trần gian này, điều đó cũng là những hình ảnh, là những cái bóng dáng của hạnh phúc thiên đàng thôi. Nếu chúng ta chỉ bám lấy cái những cái của cải trần gian này, như tiền bạc, như sức khỏe, như sắc đẹp, thiếu nhi nữ có thích đẹp không? Chúng con có thích mình là người mẫu không? Con trai có thích mình đẹp trai không? Đúng rồi, chẳng lẽ ai mà muốn mình xấu đâu, ai cũng muốn mình đẹp. Nhưng cái đẹp của thân xác, cái đẹp của khuôn mặt này nó chỉ được một thời gian thôi. Còn bé bé thì đẹp, lớn lớn thì xinh, chung chung thì nó làm sao? Không xấu được, chưa xấu được. Các bà chung chung thì vẫn còn đẹp, nhưng mà nó bớt đẹp như cái thời mình còn trẻ. Rồi già một tí nữa thì lúc đấy thì đẹp gì? Đẹp lão. Vâng, nhưng mà cái đẹp đó thì dần dần nó sẽ qua đi thôi. Cái điều mà chúng ta cần ao ước ở trần gian, cần ao ước cho cuộc đời chúng ta, đó là cái nước trời. Còn tất cả những sự ở trần gian này, của cải vật chất, sắc đẹp, sức khỏe, rồi sẽ qua đi. Nó chỉ là những cái hạnh phúc tạm bợ mà thôi. Vậy thì thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Quan Thầy, cũng là ngày khai mạc tuần trầu của chúng ta. Chúng ta được nghe lại các phúc, mối phúc của Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa, bởi vì chúng ta còn thấy mình như Thánh Quan Thầy đang tìm cái hạnh phúc đích thực, tìm cái của cải đích thực ở trên nước trời. Ông Thánh Thomas Aquino là quan thầy của giáo xứ. Ông Thánh này gọi là ông Thánh gì nhỉ? Cha thì cha vừa nghĩ cho gọi ông Thánh này ông Thánh Bụng To. Có biết sao ông Thánh Bụng To không? Thiếu nhiều biết không? À, tuyên truyền rằng ông Thánh, ông ấy ăn nhiều thì chẳng biết, nhưng mà ông ấy ngồi nhiều để chiêm niệm, ngồi nhiều để mà viết lách, nên là ngồi nhiều ở bàn ấy, bụng nó to ra đến nỗi bằng cái bàn này người ta phải khoét cái lỗ này để cho bụng ống vừa. Nếu ngồi viết thì không có, thì ông ngồi cúi về ha. Tạm thời được gọi là ông Thánh Bụng To. Nhưng mà bụng to không phải vì ông ăn nhiều đâu, không phải vì ông lười đâu nhá. Bụng to bởi vì ông ấy ngồi để mà chiêm niệm, để mà suy gẫm lời Chúa. Ông Thánh này tại sao lại gọi ông Thánh Thomas Aquino nhỉ? Aquino là ở đâu? Thành Aquino ở đâu vậy? Ở bên nước gì?
Italia. Ở bên nước Ý ha, một cái thành ở bên miền Trung nước Ý ấy, mà một số năm trước đây cái thành đó bị động đất rồi gần như là bị phá hủy hoàn toàn, nhưng mà bây giờ khôi phục lại rất đẹp rồi. Chúng ta để dành tiền để bao giờ để có điều kiện chúng ta sang thăm thành Aquino đấy, nơi ông thánh quan thầy của chúng ta đã ở sinh sống. Mà ông thánh này không chỉ sinh ra ở Aquino thôi, nhưng ông ấy sinh sống ở nhiều nơi lắm, đi học ở một cái đan viện Sito, đó là Monte Cassino ở bên miền Trung, nó cái tu viện nó rất nổi tiếng. Sau đó ông cũng đi học nhiều lắm, ông học bên Pháp rồi bên Đức. Nhưng mà cái chuyện học hành nhiều không quan trọng, quan trọng nhất là ông thánh đã biết phát huy cái ơn Chúa ban, biết suy gẫm lời Chúa để rao truyền lời Chúa, rao truyền tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại. Thế thì thưa quý ông bà và anh chị em, giáo dân Linh Mỹ của chúng ta đang mừng kính Ngài, chúng ta cầu xin điều gì? Có lẽ chúng ta cũng không đừng cầu xin ông thánh cho mình phép lạ. Phép lạ là năm nay mình làm ăn rất là giàu, năm nay mình được khỏe mạnh, không ốm đau, rồi sắc đẹp của mình cứ đẹp mãi mãi, không bao giờ tàn phai. Chúng ta cầu xin cái gì? Cầu xin cái phúc này này, cái phúc lành mà hôm nay Thiên Chúa chúc cho chúng ta đây này. Đó là cái mối phúc thật, phúc cho tâm hồn nghèo khó, phúc cho những ai hiền lành, phúc cho những ai chịu sầu khổ, tức là không phải khổ vì đau đớn hay gì, nhưng mà khổ vì cái lòng yêu mến Chúa, bởi vì chưa yêu mến Chúa cho đủ chẳng hạn. Phúc cho những ai xót thương người, phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, rồi phúc cho ai xây dựng hòa bình. Đó chính là cái mối phúc mà chúng ta xin với ông Thánh, để ông Thánh cầu bầu cho mỗi người chúng ta được noi gương Ngài. Bởi vì chính cuộc đời của ông Thánh, của cái trần gian này, ông sinh ra trong một gia đình giàu có chứ không phải là nghèo khó nhá. Ở thành Aquila đó, nó có người ta làm ruộng ít thôi, thành phố rất là rộng lớn. Nó khoe như vậy cho nó biết, bà cha đi qua đấy thôi chứ cha chưa ở đấy đâu ha. Nhưng mà ông ấy sinh ra trong gia đình giàu có như vậy, nhưng không bám víu vào của cái trần gian, trở nên nghèo khó, có một tâm hồn nghèo khó để hy sinh sống đời tu trì, sống cái ơn gọi của mình trong dòng Gia Minh, rồi từ bỏ tất cả cái danh vọng ở trần gian để tìm cho cái vinh quang nước Thiên Chúa, để tìm cho vinh quang của Đức Giêsu Kitô. Ước gì mỗi người chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta cầu nguyện để xin Ngài giúp cho mỗi người chúng ta sống ở nơi trần thế này, chúng ta không tìm, gọi là tìm cái của cải hạnh phúc ở trần gian này, cũng tìm nhưng mà chỉ tìm có qua thôi, đừng có tìm kỹ quá mà quên đi cái hạnh phúc đích thực là nước trời, là của cải thiên đàng, là chính Chúa Giêsu, là chính Thiên Chúa, là nguồn yêu thương, là nguồn thứ tha, nguồn xót thương của chúng ta. Cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em trong ngày mừng lễ Thánh Quan Thầy, trong tuần trầu này và trong năm mới này, chúng ta được mọi sự lành dưới sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, dưới sự bầu cử của Thánh Thomas Aquino, giúp cho chúng ta sống ơn gọi làm người Kitô hữu, không chỉ sống gọi một cách có danh Kitô hữu, nhưng là một người Kitô hữu đích thực, là người loan báo lời Chúa và loan truyền lòng thương xót của Thiên Chúa như Thánh Thomas Aquino.